Xin chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn luôn hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Hôm nay nhân cơ hội sang nhà chị gái giúp chị bẻ vải, mình làm một cái video giới thiệu một số hình ảnh vải thiều của nơi mình sinh ra và lớn lên cho quý vị và các bạn xem nhé. Trước hết mình xin giới thiệu, mình tên đầy đủ là Phạm Văn Cảnh, mình sinh năm 1983. Mình đã có gia đình và một cô con gái hiện đã 10 tuổi. Và cũng chỉ khoảng một tuần nữa là gia đình mình lại chào đón thêm một thành viên mới, nữa là một cậu con trai nhé quý vị. Hiện tại mình có hộ khẩu thường trú tại thôn Thanh Tân, thôn Thanh Hùng cũ, xã Chù Hữu, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang nhé quý vị. Năm 2023 này vải thiều quê mình được mùa, hiện tại bà con cũng đã và đang thu hoạch vải. Nhiều quý vị và các bạn có hỏi mình là có mấy loại vải, mình cũng xin chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Hiện tại Lục Ngạn mình có 3 loại vải chính. Một là vải U, gồm có U hồng và U trứng. Loại vải này thu hoạch sớm nhất. Tại thời điểm này gần như lượng vải U đã được bà con thu hoạch xong. Thứ hai là loại vải Thanh Hà. Tại thời điểm này bà con đã và đang thu hoạch vải Thanh Hà. Vải Thanh Hà thì chín sau vải U, nhưng chín trước vải thiều chính vụ khoảng 1 tuần. Do vậy đa phần vải Thanh Hà sẽ bán cùng với vải thiều. Vải Thanh Hà thì được các thương lái Trung Quốc rất thích vì vỏ dày, vận chuyển đi xa được. Mà chín thì rất đỏ, ăn thì không ngon như vải thiều chính vụ. Vải thiều chính vụ bắt đầu vào giữa tháng 6. Thời điểm này thì bà con cũng đang hối hả thu hoạch vải thiều đem đi bán. Vải thiều chính vụ thì có vị ngọt, đượm, thơm, vỏ mỏng và cùi rất dày, ăn thì cực ngon. Vải chính vụ là đặc sản nổi tiếng của đất Lục Ngạn mình, được bán trong nước cũng như xuất khẩu đi rất nhiều nước trên thế giới. Quý vị và các bạn cùng chiêm ngưỡng những cái chùm vải ngọt của thôn Thanh Tân mình nhé. Quý vị và bạn nào mới xem kênh của mình thì đừng quên bấm nút đăng ký kênh cho mình nhé. Chúc quý vị và các bạn xem video thật vui vẻ. Thank you.
cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi hết video.